Dạ vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào tất cả các bác nhé. Nay thì cho các bác được thưởng thức một cặp loa. Ở đây thì em có một cặp thôi. Bác nào ưng thì em chốt luôn cho các bác nhé. Đây là một trong những dòng Jamsa của Nhật. Dòng loa này thì chắc chắn là hiện tại thì bây giờ em nghĩ rằng cũng chỉ có một đôi này ở Việt Nam thôi. Dòng loa full bass 30. Bass 30 nha các bác nhé. Đây. Model mã này các thứ này các bác chụp lại các bác tham khảo nhé. Đấy. Loa tiếng rất hay luôn các bạn. Nói là cực hay luôn. Vâng, cái dòng loa này thì các bác nghe tiếng rất là mềm mại, rất đẹp luôn, tiếng rất là đẹp, rất mềm mại, nghe nhạc tốt, hát cũng rất là hay. Đấy, mọi người nhìn cái loa xịn, cái lỗ chôn ren, nói chung là nó thiết kế rất đẹp luôn. Tại vì có một cặp cho nên em test cho các bác cũng không tháo được đâu. Loa này thì về cái thương hiệu thì các bác khỏi phải lăn tăn rồi, hàng đẹp, hàng chất. Đấy, loa full 30 nha các bác nhá. Cái này thì đủ cho anh em dùng gia đình thoải mái rồi. Đấy, đủ cho anh em dùng thoải mái rồi, nghe chất âm sạch sẽ hay. Đấy. Cặp này anh em nào thích thì em bán cho anh em khoảng tầm 9 triệu rưỡi nhá. Một cặp duy nhất thôi. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua hàng thì gọi điện ủng hộ cho Thắng Hoàng qua số 0969800985 nhá. Thắng Hoàng này rất là test có mỗi cục đẩy hai kênh với cặp loa thôi. Đấy, một cục đẩy hai kênh với cặp loa thôi. Chất âm mộc luôn đấy các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng nha. Chào mọi người nhé.